Chào cả nhà, hiện tại là Huy với mẹ đang chuẩn bị lên Bà Bá để ngày mai là đi chuyển viện lên Sài Gòn. Đang mua đồ ăn, đang mua bánh mì ăn. Sáng quá vậy, sáng hôm. Chả lên hai mày quay chả. Cái thuốc mà của Hàn Quốc á, cái nước uống để mà xây tàu xe á, Huy có mua cái đó uống vô nó không có bị xây tàu xe. Bây giờ là Huy với mẹ là tới phòng bệnh là làm gì chị Nam đi về đó, giờ ăn đêm. Mẹ Huy đây là ăn tôm nè, mẹ lấy tôm mình cho cả nhà coi nè. Tôm nè, rau nè, thịt nè, này thịt không thịt giam gừng tối ăn nặng. Canh là canh bí nè cả nhà đó, ăn đêm để canh Bà Bá qua bên kia kìa. Này phải ăn đêm mà nay chiều chưa ăn. Cái này là buổi chiều nhưng mà để tới giờ tại chạy xe xuống đây nó lâu. Đi xe về nhà, đi xe về nhà rồi lấy đồ chuẩn bị đồ để sáng đi sớm. Thời gian mới tới giờ này lên rồi mới ăn mà. Lấy cả túi rồi nha. Nguyên túi, thêm một túi của Huy nữa. Nhiều lắm. Hai túi. Tại được mền gói được lắm em á. Bây giờ mẹ Huy định đi ơn nào cho Huy ở nhà giữ nhà, tại dạo này á ở gần chỗ của Huy á, ở ngoài đường á là người ta trộm cắp dữ lắm, nó thổi thuốc mê vô chủ nhà cho người ta ngủ xong vô gom hết luôn nha cả nhà, cho nên cũng nguy hiểm lắm. Nhưng mà sợ mẹ Huy đi á không có ai phụ, rồi sợ mệt rồi bệnh luôn, cho nên là Huy phải đi theo. Vì Nam nó cũng còn ở đó chưa có đi. Cái bữa nữa nó mới đi về Thái, nó còn làm việc của nó nữa. Cũng khoảng cỡ 10 ngày, mười mấy ngày. Ừ. Một tuần nữa hả? Cỡ một tuần. Nếu Bà Bá mà tiến triển tốt là cỡ một tuần là mình già. Ừ. Mày đó cũng cỡ đó. Bây giờ là sáng ngày mai là tầm mấy giờ là đi mà? 6 giờ người ta lại đây, 7 giờ người ta chở mình đi. Là Huy với mẹ sẽ lên xe cấp cứu đi luôn, đi qua phà. Đi qua phà. Vé phà mua mấy giờ? 8 giờ là. Con chọn vé phà. Hên con đưa vé, căn cước công dân của con đưa lại mẹ. Đó con đưa, mẹ hộ chiếu căn cước. Chứ mẹ lấy chứ mẹ lấy đâu. Đó thì mẹ giữ hết đó. Cứ con lấy đâu. Thì căn cứ con đưa hồi con đưa. Ừ. Kiểu là Huy Huy cũng có bệnh trong người mà thuốc thì gần hết rồi, còn có mấy liều à. Đặt thuốc mới mà chưa có tới. Cho nên là đi lên Sài Gòn cũng khó lắm, nhưng mà bắt buộc phải đi. Đi theo để phụ mẹ mai. À, nhưng mà hơi sợ ngày mai là đi phà là nó bị say sóng, cho nên là Huy có mua cái thuốc say sóng mà người ta nói là của Hàn Quốc kia đó, là cái dạng nước nha cả nhà, cũng uống trước 30 phút mà uống vô là cái đó là không có ngủ, không buồn ngủ nhưng mà không có bị say luôn. Đây cái thuốc này quảng cáo luôn hả? Quảng cáo luôn cho mấy người xe. Đây cái này nha cả nhà, cái này là dạng bịch, tại vì có một cái dạng chai nữa nhưng mà dạng chai là hết rồi, còn dạng bịch này thôi đó. Nước nè, uống 30 phút cho mình chuẩn bị sẵn trơn rồi, đồ đạc đồ hành trang trơn rồi, còn thiếu thuốc của mình. đi chăm người bệnh mà mình cũng bệnh luôn. Bây giờ Huy với mẹ ăn xong rồi ngủ lại,
ngủ lại đây đêm sáng mai đi. Sáng đi sớm à? Rồi sáng mai Huy uống cái thuốc vô mà nó không có bị say á, Huy sẽ quay lại cho cái nhà coi. Còn nếu mà say sống á nha, không quay được. Đã không quay được. Không dám nhìn vô điện thoại, tại nhìn vô điện thoại nó sẽ say thêm. Còn nếu mà nó uống thuốc vô mà nó hiệu quả, cầm điện thoại được luôn là quay được ok. Sợ là sợ cái khúc say sống thôi. Ngày mai sẽ quay cho cái nhà coi, cập nhật tình hình. Rồi cả nhà ơi, hiện tại là mẹ Huy với Huy là chuẩn bị là lên phà đây, xung quanh đây là sẽ lên cái đây, sẽ đi xe cấp cứu đi lên cái ở trong đây, ở ngoài sau đuôi chiếc tàu cả nhà. Đây chiếc tàu Thạnh Thới, mình sẽ ở ngoài sau đuôi chiếc tàu này rồi đi lên Gạch Giá, rồi mình sẽ cấp cứu sẽ chạy lên Sài Gòn luôn đó. Bà bá sẽ chuyển lên bệnh viện nhiệt đới nha cả nhà. Bệnh viện đó là chuyên trị những cái con virus. Cái con virus của bà bá là cái con gì mà quên rồi, tại cái tên tiếng Anh nên Huy không có nhớ lâu. Để chừng nào Huy lên trên bệnh viện á, rồi lúc đó là Huy coi lại cái tên con virus rồi sẽ nói cho cả nhà biết cái tên của nó. Hình như là cái con này cũng phổ biến lắm ở trong cái bệnh mà bệnh nhiễm trùng máu á, sốc nhiễm trùng máu á. Giờ Huy đang chờ là xe cấp cứu của mình là lên sau cùng, để cho khi mà lên tới Gạch Giá là mình ra đầu tiên để mình đi cho lẹ. Cho nên đang chờ là Huy xuống cho đỡ xe. Cái thuốc xe sống á, mà Huy uống, Huy cho cái nhà coi hồi tối á, là Huy có uống sáng rồi, mới uống rồi thì nó hơi lình bình, nhưng mà đi xe nãy giờ là Huy không có bị say nha cả nhà, rất là ok luôn. Đi xuống xe mới dám quay, ở trên xe sợ say. Bà giờ đang bị sốt. Sếp sẽ đi vô đây. Đó, mình sẽ ở trong đây nha các nhà. Mình sẽ ở cái xe cấp cứu, mình sẽ đậu vô trong cổng rồi mình sẽ ngồi trong đó luôn để mình chờ lên tới nơi. Lý do tại sao mà Huy về Phú Quốc á, thì anh Di cũng có nói cho cả nhà rồi, là khi mà lên trên Sài Gòn, đi lên Sài Gòn chuyển viện, đi xe cấp cứu lên, là Huy có lúc buổi tối đó là Huy có dơ cái bịch thuốc chống ói á, thuốc chống xe tàu xe đó cho cả nhà coi. Thì khi mà đi lên tàu á, lúc mà chạy xe lại chỗ bến tàu thì không có sao hết, nhưng mà khi mà lên tàu thì khi mà lên tàu thì nó bị say cả nhà. Là Huy đi vô toilet là nó ói liên tục ở trên chảnh, là lúc đó là ta say sẵn mặt mày với rồi. Cái khi xuống xe là đi thêm mấy tiếng xe nữa là bắt đầu nó hết thuốc hay sao rồi, nó bắt đầu nó ói nữa nha cả nhà. Ói giờ
nó ói tới mà tới trên Sài Gòn vẫn còn ói nữa. Rồi lên trên đó rồi mới làm thủ tục này nọ thì Huy không có quay lại được, tại lúc đó là mệt lắm rồi, không có ngủ, mắt ngủ không có ngủ được, với lại là nó say xe, nó say sóng rồi nó đau bụng, nó Huy càng càng lo lắng là nó càng đau bụng nữa. Thì đi vô trong bệnh viện là làm thủ tục, chứ rồi khi bà bá đi này nọ nhập viện xong rồi đưa bà bá đi đây đó xong xuôi thì kiểu ở trong chổng á thì chỉ có quạt trần thôi, cho nên là nó kiểu cái phòng nó rất là nó hầm, cho nên là cái mồ hôi mình đổ ra nó cũng nhiều á. Cái bệnh cũ Huy nó bị lại là do là Huy hồi xưa á, hồi còn nhỏ luôn là Huy là hay bị viêm họng, là Huy bị viêm họng hạt, là cứ bị cái gì là nó cứ sẽ viêm họng hành sốt. Mà khi mà viêm họng hành sốt, hiện tại là Huy cũng đang bị hành sốt nè cả nhà, nhưng mà Huy không có dám uống thuốc giống hồi trước nữa, là phải ra tiệm thuốc để nói với cô dược sĩ là nói Huy không có uống được paracetamol á. Thì người ta thế thuốc khác vô, tại uống cái thuốc đó là bạn của Huy nó nói á, bạn Huy là học dược sĩ ở trên Sài Gòn luôn, thì lúc đó là Huy có điện Huy hỏi là tình trạng Huy gì đó, là nó bị hiện tại thì nó đang bị ngứa, rất là ngứa, ngứa khắp cơ thể giống như là nổi mẩn đỏ, nó ngứa vậy đó cả nhà. Bạn Huy nó mới nói là do Huy uống para quá nhiều, mà para là nó gây hại cho gan gan của mình á, gan của mình là chức năng thải độc á, là gan của Huy là do uống nhiều quá cho nên là nó bị yếu lắm rồi, nó không còn giải độc được nhiều nữa, cho nên là độc á, nó tự độc nó chỗ ra da, nó chỗ ra thì mình bắt đầu mình bị ngứa. Khi mà người mình nó bị dơ chút xíu hay là mồ hôi mình nó chảy xuống thì nó cũng kích thích, nó cũng ngứa thêm, nó ngứa nhiều hơn. Thì cái lúc mình đưa bà bá xong là Huy ở lại trong bệnh viện Huy chăm, là Huy đi ra ngoài Huy mướn cái nhà nghỉ xong rồi để tắm rửa ăn uống gì đó, xong rồi để cho mẹ Huy vô tắm rửa ăn uống. Thì Huy ở trên bệnh viện chăm là lúc đó là vừa bị xây sóng đất, là mặt đất nó lình bình rồi ói quá trời ói, rách cổ họng hết trơn, là bị viêm họng, nó hành sốt, nhức đầu, rồi cái bụng là Huy bị lo lắng á, tại vì mình lo mình bị nhiều bệnh quá rồi, sợ không chăm bà bá được phải đi về, Huy sợ đi về để mẹ ở một mình, nó càng lo lắng thì nó càng đau bụng, là phải uống thuốc liên tục vô. Nhưng mà ở đó thì nó rất là khó khăn về cái vấn đề sinh hoạt cá nhân đó, thì Huy sợ, Huy nói là có gì thì thế anh Di lên giùm, tại vì anh Di cũng biết đường xá nhiều hơn Huy đó, thì khỏe mạnh hơn Huy nữa, tại vì cái gan của Huy nó yếu lắm rồi, nó giống như là cái hệ miễn dịch, cái hệ giải độc của mình nó quá yếu, cho nên là bất cứ một cái bệnh gì, cái bụng của Huy cũng là do cái gan của Huy ra. Bạn Huy nói là nó gan nó không thải độc được, nó rất dễ bị nhiễm trùng, là bụng Huy nó có khả năng là do là bị nhiễm trùng luôn, rồi cái đầu cũng là bị nhiễm trùng da luôn, cho nên nó ngứa đó, sốt, viêm họng, rồi say sóng, rồi nhức đầu, rồi đau bụng, là mất ngủ nữa. Huy tối hôm đó trước khi đi lên xe để mà xe cấp cứu để mà đi lên á, là Huy là ngủ được có 2 tiếng thôi. Huy ngủ được có 2 tiếng buổi tối hôm đó thôi, là đi sáng mai là đi luôn, đi là thức tới tối luôn, tới gần tối chăm bà bá gần tối luôn, không có chỗ nằm nghỉ. Tại lúc Huy với mẹ mới lên á là không có đồ dùng gì, đâu có biết gì đâu mà chuẩn bị đồ dùng, chỉ chuẩn bị đồ đạc thôi, thì không có ghế ngồi, không có giường nằm. Thì anh theo anh Di, clip mới của anh Di có nói là chỉ có chải chiếu nằm thôi,
là đây cả gần đây anh Di lên mới mua, chứ lúc Hồ Huy lên với mẹ lên là cái thời gian đó là nó rất là khó khăn luôn, không có cái gì cả, là Huy chỉ biết đứng thôi. Huy đứng đó, nhiều khi người ta người cái giường bệnh kế bên đó, người ta thấy tội nghiệp á, người ta cũng cho mượn ghế này nọ ngồi, nhưng mà ngồi được chút thì cũng phải trả lại cho người ta ngồi chứ, chứ mình đâu có ngồi hoài được đó. Thì mình cứ đứng đó, đứng mà như mình sắp xỉu tới nơi á, mình bị nhiều thứ quá, mình đuối tới nơi, mình sắp kiểu mình muốn ngất luôn á, nhưng mà gán chịu lại. Mình Huy đứng một chỗ mà nó cứ lắc qua lắc lại nè, nó mắt thì nó cứ đóng xuống, không có mở lên nổi, không có quay nổi luôn nha cả nhà. Quay tới cái lúc mà Huy có clip đó là quay đi ra xe, vừa đi ra phà thôi là ngưng rồi, là tới lúc đó là ói liên tục, là tới đó luôn, gặp chuyện tới đó luôn. Cái nhà có thể nói là Huy kiểu là Huy yếu, người Huy yếu thật sự rất yếu luôn, là do uống uống bara nhiều á cả nhà, bara nhiều mà cái gan của Huy á nó bị gì đó, nó bị yếu, cho nên là rất là dễ bị bệnh. Bà bá cũng hồi xưa cũng uống rất là nhiều luôn, tại vì bà bá uống xong bà bá cũng đưa cho Huy uống, thì hai người bị hết luôn, hai người kiểu như là bệnh rất là nhiều. Nhà Huy thì Huy với bà bá là bệnh nhiều nhất luôn. Tối đó cái thì cũng gọi điện cho anh Di, kêu là anh Di anh lên chăm với mẹ giùm em đi. Thì Huy cũng thấy không có muốn đi chút nào hết trơn á, mà nếu mà Huy ở lại á là có thể là Huy bệnh luôn, Huy nằm luôn, là không có giúp được mà lại còn thêm gánh nặng nữa, là Huy phải về để Huy điều chỉnh lại thuốc men, rồi nghỉ ngơi, rồi coi cái gan của Huy như thế nào để điều chỉnh lại. Chứ Huy không có dám ở chợ là vậy, Huy phải về, mặc dù mình không có muốn về. Thật ra là Huy cũng không muốn là nói ra là Huy bệnh gì, tại vì khán giả, quý cô chú anh chị có theo dõi clip cũ của Huy, là Huy cũng có nói về những cái bệnh sơ sơ của Huy, đó là mấy cái bệnh đó, nhưng mà Huy cũng không muốn chia sẻ nhiều về bệnh á, cho nên là như tại vì hôm nay là phải nói là tại sao là Huy lại về trước anh, Huy lại về mà để mẹ Huy ở chợ anh chăm là vậy, là do là sức khỏe của Huy nó không cho phép nha cả nhà, bắt buộc phải về thôi, mặc dù không muốn về chút xíu nào luôn. Lúc về nhà, vừa về tới nơi là nằm một chỗ, Huy nằm một chỗ tới bây giờ, tới hiện tại là 1-2 ngày rồi Huy mới đỡ được xíu, mà hiện tại nó đang bị sốt nha cả nhà, nó nhức đầu, nó kiểu mà mình thở ra nó nóng hổi gì đó, cổ dai gáy gì đó, nó bị mỏi hết trơn luôn. Sức khỏe của mình vậy mình cũng không dám chăm được ai. Thì có gì nhà cửa là Huy lo, nhà cửa khi nào mà Huy đỡ bệnh thì Huy mới có thể lên trên đó được. Cái đó là tùy thôi, nếu lúc đó anh Di có thể chăm được thì đỡ, tại vì lên thì mất công lại tốn tiền vé lên nữa. Nếu mà muốn Huy lên thì lúc đó là Huy đỡ thì Huy có thể lên được. Với lại là sắp tới là chị Nan cũng về Thái rồi, cho nên là Huy ở nhà, Huy coi nhà, Huy chăm mấy con chó nữa. Chứ nếu mà chị Nan về Thái Lan, anh Di ở chảnh thì không có ai, nếu mà Huy lên thì không có ai ở nhà nữa. Đó, thì mình nói chung mình phụ hết sức có thể trong tình trạng sức khỏe cho phép nha cả nhà. Chứ bây giờ cũng không biết làm sao, thì Huy sẽ làm hết sức có thể mình thôi. Nhưng mà cái giai đoạn khó nhất là giai đoạn mà đi theo xe cấp cứu mà đi lên trên Sài Gòn á, để mà nhập viện này nọ luôn, thì đã qua rồi. Bây giờ chỉ là
lên rồi anh Di lên chỉ cần mua chiếu, mua đồ ăn này nọ thôi, chứ không có cần làm thủ tục, không có cần là đưa bà bá đi đâu hết gì thôi. Thì Huy làm clip này để chia sẻ, cập nhật tình hình là với lại là giải thích cho cả nhà. Nếu mà cả nhà thấy Huy kiểu là sức khỏe yếu quá này nọ, không biết lý do tại sao, là do Huy uống thuốc para quá nhiều từ lúc còn nhỏ, cũng phải trên 10 năm rồi, là uống para trên 10 năm rồi, cho nên là cái gan của Huy là không thể giải độc được, cho là Huy bệnh rất nhiều đó. Cũng giải thích cho cả nhà, mong cả nhà thông cảm cho Huy. Bây giờ thì Huy xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà nha cả nhà. Bây giờ thì bye bye cả nhà nha, bye bye.